À, con trai ơi, con trai cho mấy chú hỏi thăm nè. Rồi cha mẹ con đâu mà để cho con đi lụm mũ như vậy vậy? Mẹ con đi bỏ hả? Con cứ nói hết. Con lo cho cha, lo cho con đi bỏ cha với con. Bỏ mẹ bỏ đi đâu con? Bỏ đi theo chồng. Theo chồng khác hả? Dạ. À, sao con biết? Cha nói con. Cha con nói hả? Con nghe cái đó rồi con có đau lòng không? Có. Vì sao con khóc vậy con trai? Con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ nhiều hả con? Nhưng mà người mẹ đã bỏ rơi con như vậy á, rồi con thương nhớ là để làm gì đâu con? Con muốn mẹ cha lo cho con. Con muốn mẹ cha lo cho con hả? Bình thường á, khi mà con trong cái cuộc sống hàng ngày á, khi mà không có mẹ đó thì con gặp những cái khó khăn gì kể cho chú nghe đi. Con biết làm sao để lo cho cha. Con không biết làm sao để lo cho cha hả? Dạ, Ngôn cùng với Thanh Trúc xin gửi lời chào quý vị khán giả. Thì hồi nãy á, mấy anh em có đi hỗ trợ cho hoàn cảnh nghèo quý vị khán giả. Thì có tình cờ thấy được là một cậu bé đang lội trên đường để nhặt ve chai quý vị khán giả. Thì mấy anh em như vậy á, mới quay trở lại nè. Quay trở lại để xem coi cậu bé này có cần sự giúp đỡ gì không quý vị khán giả. Dạ, nhìn thì nhìn cái cảnh đó, và nhìn cháu nó rất là thương luôn, còn khá là bé luôn nhưng mà phải đi nhặt ve chai nè, không biết rằng hoàn cảnh cũng như là cha mẹ của cháu đâu mà lại để cho cháu nó lang thang nhặt ve chai như vậy nè quý vị nhé. Chú xin chào con trai nha. Con trai ơi, con trai cho mấy chú hỏi thăm nè. Rồi cha mẹ con đâu mà để cho con đi lụm mũ như vậy vậy? Cha mẹ con đi bỏ, cha con bệnh, nói nhờ không có tiền đi khám bệnh con lụm mũ mua thuốc, thì nghe dạ gì cho cha con ăn. Mẹ con đi bỏ hả? Dạ. Bây giờ cho mấy chú gắn cái này lên để hỏi thăm con chút xíu nha. Con cho chú hỏi thăm nè, con nói là mẹ con bỏ con là sao? Mẹ con bỏ con hồi nào? Hồi lúc nhỏ. Mẹ con hồi lúc nhỏ hả? Dạ. Rồi như vậy rồi con có mẹ có về thăm hay là gì không? Dạ không. Rồi ai kêu con đi lụm dây chai này? Cha con nói là đi lụm dây chai để kiếm tiền mua thuốc cho cha con uống và mua gạo ăn. Cha con nói là kêu con đi lụm dây chai. Dạ. Để kiếm tiền mua thuốc với mua gạo ăn. Dạ. Rồi như vậy rồi nhà con là có ai với ai? Có cha con với con. Cho chú hỏi thăm nè, con có anh không? Không. Vì là con có mình nên con với cha con hả? Dạ. Rồi như vậy là hai cha con. Dạ. Là bây giờ là cha con sao không tự đi lụm mà kêu con đi lụm? Tại vì cha con bệnh đi không có nổi, đi có một chút là mệt rồi. Cha con bệnh hả? Dạ. Rồi con cho chú hỏi thăm nè, rồi con đi nhặt ve chai như vậy đó, rồi chừng nào con mới về nhà? Tới chiều. Rồi con không đi học sao? Dạ, con cha con không có tiền cho con đi học, không có tiền đóng tiền trường đi học. Rồi con học lớp mấy con nghỉ?
con học lớp 3. Bây giờ là con nghỉ bao lâu rồi? Con nghỉ mới nghỉ lúc mà con vô học nữa. Nghỉ lúc nghỉ có 1 tháng rồi. À, con bây giờ là cha con không có tiền trường, dạ. Không có tiền đóng tiền trường cho con đi học. Dạ. Rồi con nghỉ luôn. Rồi dạ. Con cho chú hỏi thăm nè. Hồi nãy con nói là mẹ con bỏ con ngay từ lúc con còn nhỏ đó. Dạ. Rồi như vậy rồi con có nhớ mẹ không? Có. Nhưng mà mẹ bỏ con không giận sao mà con nhớ? Lúc con nhỏ con không biết, xong rồi tới con lớn. Cha con nói là mẹ con đi bỏ, thế con hết nhớ luôn. Nhưng mà sao chú thấy con khóc vậy? Kể chú nghe coi gì sao vậy con? Mẹ con bỏ con. Vì mẹ con bỏ con hả? Bộ con nhớ mẹ nhiều lắm hay gì? Dạ. Sao hồi nãy con nói với chú là con hết nhớ rồi? Mẹ con. Con gạt chú đúng không? Con không có gạt. Vậy là con còn nhớ mẹ đúng không? Dạ. Con cần có người mẹ để làm gì mà sao nhắc tới mẹ là con buồn quá vậy? Con cần mẹ để chăm sóc cho con với cha. Con cần mẹ để chăm sóc cho con với cha hả? Dạ. Nhưng mà người mẹ của con á đâu có tốt đâu. Bỏ con với cha con á, rồi cha con bệnh như vậy đó, rồi cũng không có lo lắng gì hết trơn á. Sao con thương mẹ nhiều quá vậy? Khi mà con đi nhặt ve chai trên đường như vậy nè, rồi con gặp được á là những cái bạn mà bằng tuổi con đó, được mẹ chở đi mua đồ ăn này, hoặc là ghé quán cơm đồ ăn đó. Rồi lúc đó con có đứng con nhìn không? Có. Con nhìn cái gì kể chú nghe coi. Con nhìn thấy bạn của con với mẹ với bạn ăn. Con. Rồi lúc đó con buồn hay là con vui? Con buồn. Lúc đó con nghĩ gì mà con buồn? Nghĩ con không có tiền cho ăn. Là con muốn được vào ăn cơm đó hả? Dạ. Con thèm hả sao? Dạ. Rồi từ trước tới giờ là cha con á có tiền dẫn con vô quán ăn chưa? Chưa. Lúc mà cha con chưa bệnh thì cho con cho tiền con đi mua cơm ăn. Chàng ơi chàng, rồi sáng giờ con ăn uống gì chưa? Ăn rồi, con ăn bánh mì không. Bánh mì không hả? Dạ. Rồi ở đâu con có? Dạ, cô ba mua cho. Cô ba mua cho hả? Dạ. Là một ổ bánh mì không? Dạ. Rồi con đi lượm được nhiêu rồi chú coi nhiều không? Ít rồi chú. Một ngày như vậy là con lượm được bao nhiêu tiền? Được 10.000. Rồi 10.000 đó rồi con làm gì? 10.000 đó con mua thuốc cho cha uống. Mua thuốc cho cha uống hả? Rồi sao con giống như là con thèm á, con không lấy 10.000 nó con mua đồ ăn con ăn đi. Về nhà con xin cô ba ăn. Về nhà con đi xin người ta con ăn hả? Dạ. Ơi thôi bây giờ như vậy nè, mấy chú á là bây giờ á là con dẫn mấy chú về nhà con nha. Dạ. Để mấy chú hỏi thăm coi bà con xung quanh á. Dạ. Coi thử ơi con kể có thật không. Dạ. Nha. Dạ. Nếu mà đúng sự thật á thì mấy chú tìm cách giúp cho con nha. Dạ. Như vậy ha, nhà con dạ. Đi còn bao lâu nữa tới? Dạ. Là đi đường nào con? Đi đường này đi cái hướng này hả? Dạ. Thôi bây giờ như vậy đi, chú với chú Thanh Trúc nè. Dạ. có xe ở đây nè. Dạ. Thôi bây giờ con lên xe mấy chú chở, dám không? Dạ. Mấy chú là người tốt, mấy chú đi giúp cho những hoàn cảnh như con vậy không sao đâu. Dạ. Ha. Dạ. Đừng sợ nha. Như vậy lên xe mấy chú nha. Dạ. Thôi vậy mình đi con ơi. Dạ. Con trai ơi, vậy là tới nhà con rồi phải không? Dạ. Là nhà con là nhà nào? Nhà này nè. Sao chú thấy căn nhà mới vậy? Người ta cho chứ. Người ta cho. À, dạ. Cái bảng từ thiện đó ha. Dạ. Thôi mình vô nhà con ơi. Người ta cho lâu chưa con? Lâu rồi. Lâu hả con? Dạ. Vô con ơi. Dẫn mấy chú vô ơi. Dẫn mấy chú vô nhà con. Nhà cùng với nha. Bởi nhà từ thiện
Rồi con đi lụm mũ về là về là bao là con để đó hả con trai? Dạ. Bữa nào con bán bữa đó hay là sao? Con lụm ngày mai con mới bán. Lụm 2 ngày con bán ngày hả? Dạ. Thôi giờ con dẫn chú vô cho. Đây nè quý vị, dạ. Đang để nhà từ thiện. Rồi cha con đâu? Cha con đây. Hả? Cha con. Dạ, em xin chào anh nha. Dạ, anh ơi, thì hồi nãy em với Thanh Trúc có đi trên đường á, thì cũng tình cờ gặp được con trai anh nè, đang nhặt ve chai trên đường á, cho nên thì cũng hỏi thăm, cũng biết được là cháu nó nói là nhà mình là đang gặp khó khăn, cho nên là ngày hôm nay sẵn đó rồi mấy anh em mới đi theo để xác minh coi thử có đúng với cái lời của cháu kể hay không. Dạ. Anh cho phép em xin phép, mấy anh em xin phép được ghi hình đó để nói lên cái hoàn cảnh của mình cho quý vị khán giả được biết được không anh? Em xin phép được ghi hình ha, được quay phim đó. Dạ dạ dạ. Anh ơi, anh cho em hỏi thăm nè, nãy cháu nó có nói là mẹ cháu là bỏ đi là sao anh kể cho em với quý vị khán giả được biết anh? Lúc mình còn mạnh khỏe hay là ở trên này bệnh á, làm mình không nổi nó đi bộ. Lúc anh còn mạnh khỏe thì chị còn ở nhà chung với anh, rồi lúc anh không còn cái sức lao động nữa thì chị bỏ đi hả anh? Rồi anh có biết là chị nhà đi đâu không? Đi bỏ rồi tin đi theo người ta trai rồi. Đi theo người mới luôn hả? Rồi sao mà anh biết được là chỉ theo người mới? Có một bạn chị em bạn dâu nó đi lại nhé. À, như vậy là có người biết chỉ ha. Rồi nói cho anh biết. Anh cho em hỏi thăm nè, hàng ngày á là cháu nó là hay đi nhặt dây chai như vậy lắm ha anh? Dây chai cơm gạo. Dạ. Dây chai cơm gạo. Lúc về chai cơm mua cơm gạo. Chèn tiền đó. Tại mình làm có đi làm được đâu có tiền đâu. Anh cho em hỏi thăm nè, rồi anh có mấy người con? Hai đứa. Ba người con hả? Chồng vợ, hai đứa, còn nhỏ. Rồi hai người con kia đâu không lo cho anh mà để cho hai cha con anh phải như vậy? Nó chồng nó cũng nghèo, nó ở bên chồng nó lại thăm được. À, là hai người kia là con trai hay con gái anh? Dạ. Con gái ha, có chồng mà nghèo ha. Rồi ở bên chồng cho nên không có lo được cho anh ha. Dạ. Bây giờ là chỉ có mình nên con trai là lo cho anh thôi. Rồi anh có đi đứng đâu được không hay là đi không nổi? Đi gần gần được, đi bên đây nó có đi xa đi không nổi, mệt. Chàng ơi, chàng như vậy là vệ sinh cá nhân đồ là cháu nó lo cho anh hay sao? Là hàng ngày là con tắm cho cha, con lau mình cho cha, rồi con thay đồ cho cha luôn đó hả? Cha con tự mang đồ, con lấy đồ cho cha mang lên. Con lấy đồ cho cha mặc lên hả? Dạ. Rồi lau mình cho cha là ai lau? Cha lau lên. Là con làm cái gì? Con nấu cơm cho cha ăn. Con nấu cơm cho cha ăn nè. Rồi bới cơm cho cha ăn. Chàng ơi chàng. Rồi thuốc men rồi sao con? Men con lại bộ đi mua cho cha. Con lại cái chỗ mà mua nhà thuốc Tây đó. Ừ. Là con nói làm sao con kể chú nghe coi. Bán thuốc cho uống nhức đầu hay là chóng mặt kìa. Mua cho ai? Mua cho cha. Là con nói như vậy đó ha. Ừ. Có bữa nào mà lại mua thuốc thiếu không? Rồi không có tiền rồi sao con mua? Không có tiền nữa. Con
Mẹ mua cho con uống. Không mượn người ta để mua, lấy tiền để mua hả con? Ừ. Con đi lụm mũ như vậy đó là một ngày con bán được bao nhiêu tiền? Một ngày con bán 10.000. Ngày 10.000. Trong khi đó là con lụm mấy ngày con bán bữa? Dạ 2 ngày. 2 ngày. Rồi cách đầu tiên cho chú hỏi nè, ai chỉ con đi lụm mũ vậy? Cha. Cha con hả? Dạ. Cha con, chú thấy cha con đi đứng đâu được đâu mà sao chỉ con? Nói với con. Nói sao đâu? Nói là đi lụm mũ kiếm tiền mua thuốc cho cháu uống rồi mua gạo ăn. Ồ, là con mới đi hả? Bữa đầu con đi lụm mũ là con có hơi ngại không? Bữa đầu tiên có hả? Nhưng mà con suy nghĩ sao mà con ngại, con kể cho chú nghe. Con suy nghĩ người ta thấy con lâu không có đi lụm mũ. Vậy hả? Xong mà con đi lụm mũ hơi ngại. Hơi ngại, nhưng mà cái hoàn cảnh sao mà con đi lụm mũ, ví dụ? Cha con bệnh không có tiền, uống mua cơm thuốc uống, con mới đi lụm mũ kiếm tiền cho cha mua thuốc mua cơm uống. Sao? Sao con không có đi xin mấy cái người chị con á để có tiền để lo cho cha con? Người chị con đi ở chồng xa, con không có đi được. Xa, bên chị con có giàu không? Không. Vì rồi là hiện tại bây giờ là con sống với cha con thôi. Dạ. Rồi cho chú hỏi, nó có khi nào bữa nào mà cha con á, mỗi lần mà cái đau đồ đó, cha con có kêu bằng mà có khóc, có gên này kia đồ không? Có. Rồi dắt nó con thấy như thế nào? Con đi mua thuốc cho uống rồi con lại tiếp cha. Con nhìn thấy mà cha con mà mấy bệnh đó, mà khi nào con nhìn con thấy xót không con trai? Xót. Sao con kể cho chú nghe coi, thấy cha không? Thấy cha con bệnh con không có lo được, con đi mình không lo được ha. Rồi cho chú hỏi nè, rồi như vậy đó, mẹ con đi rồi là có thường là gọi điện cho con không? Dạ không. Bỏ con lâu chưa? Lâu rồi, hồi lúc 3 tuổi rồi. Anh trai ơi, cho em hỏi á, mẹ bé bỏ đi á, là một cái lý do là bỏ theo tình mới hay gì anh? Cái cách anh chưa có bệnh á, thì người vợ của anh á, thì sống với anh có hạnh phúc không? Trong khi anh đã làm không được, bệnh rồi anh nằm xuống, một cái người vợ, trong khi đó là có tình khác thì anh cũng biết chứ. Thí dụ cử chỉ của vợ anh như thế nào, anh có thể kể cho em nghe không? Kể cái lần vì sao mà vợ bỏ anh vậy? Đôi lúc điện thoại điện cắt điện á, thấy bình nó cắt rồi hỏi sao điện cắt vậy, nói điện cần người bạn gì đó, còn mình đi coi kiểm tra nó có chơi, rồi nghe nói chuyện hoài, nhỏ này điện với anh nói chuyện hoài. Chắc là anh nghi chưa? Nghi đang mình nói chuyện nghi rồi. Thời gian sau nó nói đi nhà mẹ nó. Vợ anh nói sao? Vợ anh nói sao? Nó đi đâu? Rồi trong khi đi đó có gửi cái người cậu con trai này lại cho anh không? Ở chị ơi, bỏ con luôn. Rồi bà vợ anh đi như vậy đó là bao lâu anh mới biết là vợ mình đã bỏ mình? Đi trong ngày mới đi, về liền đó, rồi mới là về. Ôi ơi, dữ dằn. Chắc đó là anh cảm giác mà anh có tự suy nghĩ là cái cấp đầu tiên á, mình lo cho vợ mình đầy đủ, nhưng mà mình gặp một cái biến cố chỉ vì không làm nổi thôi, cho nên là người vợ mình bỏ mình. Anh có tủi thân không? Tủi thân như thế nào anh, theo anh suy nghĩ á? Lúc mình làm được thì mình ở rồi như đi như vậy đó, anh có điện thoại là cho bên vợ anh không? Cắt liên lạc luôn. Trong khi đi đó, cậu bé con trai anh bao nhiêu tuổi? Cũng chậm rồi. 3-4 tuổi thì hả anh gì? 2-3 tuổi gì.
Con trai năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con 9 tuổi. 9 tuổi hả? Rồi thường á, con trai con đi đi lượm mũ gì nè, rồi rồi nhiều khi con có thấy con mệt không? Không. Ừ. Con đi cùng sao mà con không mệt, con kể cho chú nghe coi. Vì con cố gắng đi lượm mũ kiếm tiền cho cha. Ừ, kiếm tiền để cho cha mua thuốc hả? Dạ. Ừ. Rồi thí dụ bữa đó, bữa nào mà mưa đó rồi không đi lượm mũ được rồi tiền đâu mua thuốc cho cha? Thì con cố gắng đi kiếm. Cho chú hỏi á, con đi ngoài đường á, con thấy bạn bè con á, nó có mẹ. Còn con thì không có mẹ, con có tuổi thân không? Có. Con tuổi thân sao? Con không có mẹ, dắt đi ăn. Trời. Là thường thường người ta nói con là cậu bé không có mẹ hay sao? Thằng không có mẹ hay sao con trai? Bạn mẹ có thường chiêu chọc con không? Có đúng rồi. Có thường con có hỏi cha con là mẹ con đâu không? Có. Con hỏi cha con sao đâu, con kể cho chú nghe coi. Mẹ đi đâu mà con không thấy. Con hỏi sao? Mẹ đi đâu rồi con không có thấy. Hỏi cha con gì hả? Anh cho em hỏi anh, có khi nào con trai của anh á hỏi mẹ đâu cha không? Rồi dắt đó anh trả lời như thế nào anh? Lớn lên nè. Một người mẹ nếu mà bỏ anh thì cũng đã đành, trong khi con mình thì cũng bỏ. Con thấy cha con nè, con trai con thấy cha con á như đi đứng không được nè, rồi con có thương cha con không? Có. Nếu như mà con có một cái điều ước á, là con ước cái gì? Ước cha con khỏe lại, rồi con ước con đi học. Con hiện tại là con nghỉ đi học hả? Dạ. Sao con không đi học nữa? Trời ơi. Con học lớp mấy con nghỉ? Con học lớp 2. 2 con nghỉ. Rồi con nghỉ gần cả năm hả? Dạ. Trời ơi. Rồi giờ biết chữ không? Vì sao mà con nghỉ đi học, con kể cho chú nghe coi. Không, cha con không có tiền lo cho con đi học. Như vậy là con nghỉ học rồi ở nhà con làm cái gì? Ở nhà con đi lượm mũ. Đi lượm mũ để làm gì nữa con trai? Nói rõ cho cô chú rồi. Để mua thuốc, mua gạo cho cha con uống. Mua gạo cho cha con ăn. Cho chú hỏi nha. Rồi thí dụ á, một người mẹ của con á quay về đây và rồi con nói cái điều gì đầu tiên với mẹ con? Sao mẹ đi bỏ con với cha? Ví dụ mà con muốn gửi lời đến cái người mẹ của con á, thì con gửi cái lời gì? Sẵn ở đây con nói đi, là mẹ con sẽ nghe được đó con trai. Sao? Nói là mẹ đừng đi bỏ con. Ai cũng có mẹ hết trơn mà, nhưng mà con là không có hả con trai? Dạ. Con nói lớn lớn lên đi cho mẹ con nghe được. Con thương mẹ nhiều không? Nhiều. Vì sao mẹ bỏ con hả con trai? Con không biết nữa. Con nói đi, con nói lớn lên đi mà mẹ con sẽ nghe được đó con trai. Con nói mẹ đi, gửi lời đến người mẹ con đi. Ừ. Con trai khóc hả? Con nhớ mẹ hay sao? Nếu mà con gửi lời đến người mẹ con á, thì con gửi điều gì con trai? Mẹ về với con, với cha ở. Cha thì hiện tại nữa là đi đứng không được. Ừ. Con thấy mà bằng đêm á, con trai cha con á, mà bệnh á, mà đau á, la này nọ, la làng đồ á, con thấy sao? Con thương cha con. Thấy xót không con trai? Cho chú hỏi nè, đi lượm mũ á, thì một ngày chỉ có được có 10.000, mười mấy ngàn thôi. Rồi. Trong khi có bữa nào mà, cho chú hỏi bữa nào mình không có đi lượm không? Dạ, có. Trong khi đó không đi lượm rồi tiền ở đâu mà con có thể mua thuốc cho cha được? Con mượn ai mua thuốc cho cha. Con mượn hả? Dạ. Con mượn rồi chừng nữa tiền đâu con trả? Con bán mũ, con lượm mũ, con bán mũ rồi trả anh
cho chú hỏi nè, rồi như vậy rồi ví dụ mà con lo cho cha con không, rồi sao con không lo cho con? Thì muốn cha con hết bệnh lo cho con. Chứ con thì không có cần gì hết hả con trai? Trời ơi, nghe một cái cậu bé 9 tuổi thôi cả nhà nói thành chút cũng rớt nước mắt đó quý vị. Có khi nào mà trong gạo, trong lu của con á, nó hết gạo luôn không con trai? Không. Rồi dắt đó con làm sao? Con đi làm mẫu kiếm tiền mua gạo tiếp, rồi mấy con đi ra con ăn. Nhà con cho chú hỏi nè, rồi bên cha con á, bên chú được á, gần đây không? Rồi sao con không đi hỏi xin của mấy cô chú? Cô chú nghèo không có tiền. Nghèo không có tiền hả con? Bên ngoại con cho chú hỏi nè, bên ngoại con á, rồi con có tới bên ngoại con lần nào chưa? Có chứ con đi. Rồi lại đó, rồi người ta đã có quan tâm con không, hay là người ta chỉ không có quan tâm và đối xử không có quan tâm chứ? Tới con dọn cơm ngang cho con hỏi con ăn. Con lại tới ngoại nó như thế nào con kể cho chú nghe coi. Tới ngoại con gặp mẹ, con không thấy mẹ, con buồn. Buồn. Rồi ngoại có ôm con khóc không? Có. Có hả? Nhưng mà ở đó mấy ngoại đều có quan tâm con không? Ít lắm. Ít hả con? Ừ. Ngoại con nói làm sao đâu? Con nói là mẹ em, mày lại đi chơi hả? Mày nói gì không ạ? Con có hỏi ngoại ơi, mẹ con đâu không? Cho chú hỏi nha, con nói thiệt nha, mẹ con bỏ con như vậy đó và không nuôi con, và thấy cha con bệnh đó bỏ con luôn, rồi con có hận mẹ không? Có. Con hận mẹ thì sao, con kể cho chú nghe coi. Ở đây nè, con nói mẹ con đi, mẹ con nghe đó, con cứ nói hết. Con không lo cho cha, không lo cho con, đi bỏ cha với con. Bỏ mẹ bỏ đi đâu con? Bỏ đi theo chồng. Theo chồng khác hả? Dạ. À, sao con biết? Cha nói con. Cha con nói hả? Con nghe cái đó rồi con có đau lòng không? Có. Hiện tại con thì nghỉ học chỉ vì không có tiền đúng không con trai? Dạ. Anh trai ơi, anh trai, cho em hỏi á, cái lúc đầu tiên á, vợ anh bỏ, anh có điện về bên ngoại không? Bên ngoại á, điện về ngoại á. Rồi có hỏi ngoại là vợ anh đâu không? Có. Nói vợ anh đâu, không biết đâu, vợ con không ai mà. Anh ở nhà. Rồi bây giờ là vợ anh, là anh biết có chồng khác hay sao? Biết, giờ anh đến đâu nói. Chắc bây giờ chắc cũng có con luôn ha anh. Trời ơi. Vợ anh là bao nhiêu tuổi anh? 38. Cũng trẻ mà. Vậy là con trai nè, cho chú hỏi á, vậy là mẹ con có em luôn rồi hả? Dạ. Chàng ơi, như vậy á, là thường bây giờ hiện tại con sống với cha con chỉ một cái nhà thôi. Dạ. Chú thấy á, nhà con mới lắm mà, sao con nói khổ, chú đâu thấy gì đâu. Nhà mới cho con hả? Dạ. Nhà người ta cho. Dạ. Rồi bên từ thiện đúng không trai? Dạ. Con trai cho chú hỏi nè, nếu như á con gặp được mẹ con, rồi con muốn nói gì và con muốn làm gì, con kể lên cho chú nghe coi. Nói mẹ đi về ở cha với con, lo cho cha với cho con. Vì sao con khóc vậy con trai? Con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ nhiều hả con? Nhưng mà người mẹ đã bỏ rơi con như vậy á, rồi con thương nhớ là để làm gì đâu con? Con muốn mẹ cha lo cho con. Con muốn mẹ cha lo cho con hả? Bình thường á, khi mà con trong cái cuộc sống hàng ngày á, khi mà không có mẹ đó, thì con gặp những cái khó khăn gì kể cho chú nghe đi. Con không biết làm sao có thể
qua đây nè. Ừ. Con biết làm sao để lo cho cha. Con không biết làm sao để lo cho cha hả? Dạ. Như vậy thì ngày hôm nay nè, mấy chú lại để mà quay phim đó. Dạ. Giúp đỡ cho con với cha con nè. Thì con có lời gì muốn nhắn gửi tới Quý Mạnh Thường Quân không? Con nhắn gửi đi rồi Quý Mạnh Thường Quân sẽ giúp cho con. Con cảm ơn Mạnh Thường Quân rồi. Con không biết nói gì hơn. Con muốn cho cha con hết bệnh. Con muốn cho cha con hết bệnh ha. Dạ. Con sợ điều gì mà con nhờ cô chú giúp cho cha con hết bệnh? Con sợ điều gì? Cha con không có ở với con. Con sợ cha con bỏ con nữa hả? À, con cho chú hỏi thăm nè, khi mà cha con á, mỗi lần mà ốm đau đó, rồi trong cái cơn đau như vậy đó, rồi con làm gì để cho cha con vượt qua được? Con đi tìm mũ kiếm tiền mua thuốc uống đỡ đỡ hết. Rồi nửa đêm rồi cha đau rồi sao? Con cha đau con lên cạo gió cho cha. Con cạo gió cho cha hả? Dạ. Rồi cha có nói gì với con không? Cha nói vô ngủ rồi tối rồi. Cha kêu con vô ngủ đi tối rồi hả? Dạ. Rồi sao lúc đó con không chịu vô ngủ? Tại vì con sợ cha bị nạn. Chàng ơi, chàng. À, con trai cho chú hỏi thăm nè. Thì ngày hôm nay nè, mấy chú ghé thăm con như vậy đó. Thì mấy chú quay cái video này lên nè. Có thể là mẹ con cũng coi được đó. Con có lời gì muốn gửi tới mẹ con không? Mẹ ơi, mẹ sao mẹ bỏ con với cha rồi. Rồi lúc mà cha con còn làm được thì mẹ ở mẹ ăn no mà sướng. Rồi tới cha con làm không được mẹ đi bỏ cha con với con. Là con nói sao đâu, con nói chậm chậm lớn lớn lên cho chú nghe coi. Nói mẹ ơi, mẹ sao mẹ đi bỏ con với cha không? Lúc mà cha còn làm được thì không ở, tới lúc cha làm hết, tới lúc cha làm không được thì đi bỏ cha con. Chàng ơi, là đó là những lời con muốn gửi tới mẹ con đó hả? Dạ. Ngoài ra con có muốn nhắn gì, nhắn nhủ gì tới mẹ không? Có nhắn thêm gì không? Con muốn mẹ quay lại ở với cha với con. Con muốn mẹ quay lại ở với cha với con hả? Dạ. Thật lòng nói cho chú nghe nè. Trong lòng con á, bây giờ á, là nhớ mẹ tới mức nào đâu, nói cho chú nghe coi. Nhớ mẹ, con muốn mẹ quay về ở với cha với con. Lớn lên, con nói lớn lên đi. Nhớ mẹ vì mẹ không về quay về ở với cha với con. Có khi nào con nhớ mẹ con ngồi con khóc không? Có. Sao chú thấy con nhắc tới mẹ con là con khóc vậy? Hồi nãy con nói là con nhờ mấy chú giúp cho cha con hết bệnh đúng không? Dạ. Thì ngày hôm nay nè, chú với chú Thanh Trúc xuống nè thăm cha con á, thì chú với chú Thanh Trúc á có một loại á là thảo dược ngải đen. Dạ. Ha. Dạ. Thì thường thường á chú với chú Thanh Trúc nè cũng giúp cho nhiều người rồi. Dạ. Cũng gặp cái trường hợp như cha con vậy đó. Dạ. Là đi đứng không được nè. Dạ. Rồi bị giống như là lao lực nè. Dạ. Ha. Dạ. Là chú với chú Thanh Trúc cũng đã giúp cho những cái trường hợp như vậy á, là dạ, người ta khỏe lại, người ta đi lại được á. Dạ. Con tin không? Tin. Thì ngày hôm nay chú có mang theo nè. Ở đây á là bột ngải đen. Dạ. Ha. Dạ. Cái này là chú gửi chú Thanh Trúc á. Dạ. Gửi tặng cho cha con. Dạ. Thì con múc ra là một muỗng cà phê. Dạ. Cái muỗng cà phê mình không biết không? Dạ. Cái con bỏ vô cái ly nhỏ nhỏ đó. Dạ. Cái con pha một miếng nước ấm á. Dạ. Con pha vô con quậy đều lên. Dạ. Cho nó tan ra. Dạ. Ha. Dạ. Cái con cho cha con uống. Dạ. Nhưng mà nhớ là phải cho cha ăn cơm rồi mới uống. Dạ. Nha. Dạ. Một ngày như vậy á là cho cha uống 2 lần. Làm được không? Được. Nhớ nhắc cha nha, đừng để cho quên nha. Dạ. Rồi cái này là tặng cho con. Dạ. Rồi còn ngoài ra á, dạ, thì ngày hôm nay chú với chú Thanh Trúc xuống thăm con á. Dạ. Là cũng có thêm phần viên. Dạ. Của chú Năm Từ Thiện. Dạ.
sẽ gửi tặng cho con với cha con đó là 500 ngàn. Dạ. Để con có thể là để dành mua thuốc cho cha. Dạ. Hoặc là con mua gạo ăn nha. Dạ. Rồi chú gửi cho con. Dạ. Ừ, con có lời gì muốn gửi tới chú Năm từ thiện không? Con cảm ơn chú Năm giúp đỡ cho cha con hết bệnh. Rồi con không biết nói gì nữa. Dạ thú Yến. Dạ thì cho chú mượn cái hộp bột nhảy đen coi. Thú Yến. Dạ thì ở ngôn của Thanh Trúc á là có cái thảo dược bột nhảy đen nè quý Hiến. Dạ thì có hai dạng nha. Một dạng á là dạng viên hình con nhộng, còn một dạng á là dạng bột như vậy nè quý Hiến. Dạ nhưng mà loại trong hộp lớn á thì sẽ có hai loại. Nếu như mà quý vị khán giả mình á có cần sử dụng đến thảo dược bột nhảy đen á thì cứ liên hệ trực tiếp với ngôn nha. Dạ còn riêng về thảo dược bột nhảy đen này sẽ hỗ trợ cho mình về thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa, rồi tay tê bì tay chân, tay chân đau nhức dở không lên, rồi đi đứng thì khó khăn, kèm theo đó là triệu chứng đau bao tử, trào ngược dạ dày. Dạ. Ngoài ra quý Hiến. Dạ thì thảo dược bột nhảy đen này á có thêm kết hợp cùng với là bột nhảy chống độc quý Hiến. Dạ thì nó sẽ giúp cho cơ thể mình á đào thải độc tố và nó làm cho cơ thể mình á dần dần được thanh lọc cơ thể á, sẽ lấy lại cái trạng thái ban đầu cho quý Hiến. Dạ. Dạ. Cùng với đó nó cũng hỗ trợ về khối u, nó sẽ làm cho những cái khối u á nó sẽ chai lại và nhỏ dần. Dạ. Nếu mà quý vị khán giả nào á có cần sử dụng á thì cứ để lại comment phía ngay trong video, hoặc là quý vị khán giả có thể để lại cái cách để mà liên hệ á, ngôn cùng với Thanh Trúc sẽ gọi trực tiếp để gửi đến quý vị khán giả mình cái thảo dược bột nhảy đen nè. Dạ rồi chú tặng con nha. Dạ rồi còn bây giờ thì ngôn xin gửi lời cảm ơn chân thành quý Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng ngôn với Thanh Trúc hỗ trợ giúp đỡ cho những bà con nghèo, những hộ gia đình đang gặp khó khăn. Một lần nữa cho ngôn gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Dạ bây giờ thì ngôn xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở một video kế tiếp ạ.